xem ai kia, chẳng phải là tôm tích tí teo sao? Chính là tôm tích đây, thì sao nào? Hãy xem tôm tích ghê gớm làm gì được nè. Ta không thèm hơn thua với bọn ngươi. Chỉ là một con tôm bé xíu mà có thể bơi qua được hai lực cổng. Chúng ta cũng có thể làm được mà. Để ngựa mãn một quý thần. Ê, thật tiếc là chú Tôm. Tôi cứ tưởng sẽ được thấy rồng chứ mà. Tráng sĩ là ai? Chép cội, tôi là Tôm Tích đây mà. Tôm Tích? Tôm Tích đã rơi xuống vực rồi kìa mà. Đúng là ta đã rớt xuống vực ở lượt cửa thứ hai. Nhưng khi rớt xuống thì ta biến đổi ra thế này đây. Chúc mừng. Khi ngươi vượt qua từng cửa thì sẽ biến đổi. Nhưng thường thì qua cửa thứ hai, các bộ phận của rồng sẽ hiện rõ ra. Từ nay, ngươi là loài mới, tôm hùm bông. Cậu thấy chưa chép còi? Giờ tôi còn to khỏe hơn cả chép đô.